em ghẻ dữ hả? Quy với thằng Lộc chọn hai đứa tới xấu quá rồi. Nổ cái điện thoại đó, người ta nhìn coi người ta cười chết. Đẹp trai á. Đẹp trai em cả nhà. Đẹp trai quá xá mà đúng không? Đây, Vịnh Hạ Long nha, quay cho anh em coi nha, anh em nào chưa đi nha, ta có quay mày đâu mày đưa tay ra. Hạ Long. Hạ Long một ngày bầu trời rất là đẹp. À. Bên này nắng ấm ha, nắng ấm mà. Anh em lại quay dòm sát kìa, thấy không? Chân núi mà nước biển nó còn nó sống như nó dỗ quý rồi, còn phải mòn phiết vô trong luôn. Cái gì con người. Tuyệt tác không? Quá đẹp. Vách đá treo leo luôn. Mày kêu à? Thấy anh. À bác Tài ơi. Cái chỗ mà đó đó, tao ghé cho đó cho thằng Lộc lên giùm tôi cái. Thả nó đó, nó bắt mớ mà thú rừng về nhậu chơi coi. Đẹp không? À. Vịnh Hạ Long. Quá đẹp. Du lịch thì ghé đi chơi đi, đi đâu xa, ở đây nó đẹp quá mà, đi mấy chỗ kia làm gì, đúng không? Đẹp lắm. Bị xa chứ bộ, đúng không? Nãy giờ đi ra cả tiếng đồng hồ ha. Tiếng cho anh, nãy giờ mình lúc mà mình khởi hành là ăn tiếng chưa? Nãy giờ mình khởi hành là ăn tiếng chưa? Chưa. Ôi anh ơi, hỏi ta đi xuống không đeo lên đây nó tụt rơi đúng không? Anh xuống giúp em ấy. Mày gớt không tao không có gớt đâu nghe. Không đeo được, không đeo là anh xuống giúp em đi. Rồi rồi rồi. Thì anh đi qua quản lý ra sẵn tàu lại rồi không chạy được, không phải được đeo đâu mà. Ngất. Ui, đi xuống dưới kêu gậy lên chơi cho vui. Mày giấu nó đi cho đi chơi mà mày giấu dưới làm gì? Đó đâu. Sư phụ xuống quay vòng vòng nữa cáo không? Mày dặn nó ở dưới nó trốn rồi làm sao mà quay? Đi xuống nó kêu nó lên chơi. Đây, mày cho ta đi chơi mà bắt trốn ở dưới làm gì? Lộc, kêu gậy lên chơi kìa. Lộc. Anh đang bảo là đi con kêu gãy lên chơi đi. Anh đang bảo là cho đi chơi vẫn bắt leo lên thang sửa điều hòa. Thì đi chơi mà dẫn ghẻ theo mà không cho lên. Mấy mày làm nụ mất cỡ quá. Đi dẫn ghẻ lên. Đọc nữa. Dẫn ghẻ lên luôn. Tao không có dẫn theo đâu mà dẫn lên. Rồi hai mấy anh. Các bạn.